Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại. Tôi là bác sĩ Hải Anh đến từ nha khoa Minh Châu. Thì chắc hẳn nhiều bạn đang có ý định niềng răng thì thắc mắc là nên đi khám ở đâu và quy trình khám cũng như là điều trị như thế nào. Thì trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn quy trình khám và điều trị hiện đang được thực hiện tại nha khoa Minh Châu. Ngay khi các bạn đến nha khoa Minh Châu, bạn sẽ được các bác sĩ xin thông tin cũng như là khai thác tiền sử bệnh về bệnh lý răng miệng cũng như là toàn thân. Thì một số các sai lầm khớp cắn thì có yếu tố di truyền, và khi mà có cái thông tin ban đầu của bạn thì các bác sĩ sẽ bắt đầu tiến hành khám lâm sàng, thì bao gồm có khám ngoài mặt và khám trong miệng. Đầu tiên là khám trong miệng thì bác sĩ sẽ khám toàn diện tất cả các tình trạng răng miệng của bạn, tình trạng các răng sâu, răng vỡ hay là răng nứt, rồi các răng giả và các răng số 8. Thì sau đó thì kiểm tra tình trạng như là nha chu có viêm lợi hay không, hay là viêm quanh răng hay không. Tiếp theo thì bác sĩ sẽ đánh giá khớp cắn của bạn có cắn sâu, cắn chìa hay là cắn chéo hay không, đánh giá tình trạng lệch lạc khớp khểnh của các răng, đánh giá đường cười cũng như là đường giữa của hai răng thì có trùng nhau hay không. Sau khi mà đã đánh giá kỹ trong miệng thì bác sĩ sẽ tiến hành khám ngoài mặt. Điều này thì sẽ giúp đánh giá độ khô của môi, rồi các tiêu chuẩn mô mềm khác như là tương quan vị trí của môi, mũi cằm trên khuôn mặt trông có hài hòa hay không, rồi đánh giá tỷ lệ các tầng mặt. Sau đó thì bác sĩ sẽ khám kiểm tra cái tình trạng khớp cắn dương hàm. Sau khi khám lâm sàng thì sẽ đến bước chụp ảnh. Bác sĩ sẽ tiến hành chụp ảnh ở trong miệng và ngoài mặt. Thì mục đích của cái việc chụp ảnh này là nhằm ghi lại các dữ liệu khám, và trên cái hình ảnh chụp lại thì bác sĩ sẽ đánh giá lại một lần nữa một cách chính xác hơn. Bước tiếp theo là lấy dấu mẫu hàm. Thì dựa trên cái mẫu hàm này, bác sĩ sẽ phân tích được cái tình trạng khớp cắn của bạn, các răng khớp khểnh như thế nào, có thiếu bao nhiêu khoảng và cần thiết bao nhiêu khoảng. Từ đó thì giúp ta cái kế hoạch điều trị là có cần nhổ răng hay là không nhổ răng. Một bước không thể thiếu khi mà bạn muốn tiến hành chỉnh nha, đó chính là chụp phim. Thì có hai phim thường quy bắt buộc cần phải chụp khi mà bạn muốn tiến hành niềng răng, đó là phim cephalometric và phim panorama. Thì trên phim panorama, bác sĩ sẽ đánh giá được các tình trạng răng của bạn, ví dụ như là răng số 8, rồi tình trạng nha chu như thế nào, có bị tiêu xương hay không, rồi đánh giá lại các răng đã điều trị tủy thì hoặc là các răng đã hàn có tốt hay chưa. Còn trên phim cephalometric thì bác sĩ sẽ phân tích các chỉ số, từ đó thì đánh giá được các sai lệch khớp cắn nguyên nhân là do răng hay là do xương, thì độ khô của răng cửa như thế nào, rồi liệu có phải nhổ răng hay không, và nếu có nhổ thì là thế này nhổ răng nào. Từ đó thì sẽ đưa ra một cái kế hoạch điều trị chính xác nhất. Ngoài ra thì một số trường hợp đặc biệt thì bác sĩ sẽ chỉ định các phim như là phim CT Cone Beam. Sau khi mà có đầy đủ các dữ liệu về thăm khám lâm sàng cũng như phân tích phim và mẫu hàm thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái kế hoạch điều trị cụ thể cho bạn. Bác sĩ sẽ tư vấn lại cho bạn để bạn lựa chọn, và nếu bạn cảm thấy hài lòng và muốn tiến hành chỉnh nha thì bác sĩ sẽ tiến hành các bước đầu tiên của quá trình chỉnh nha. Trước khi tiến hành điều trị chỉnh nha thì chúng ta phải điều trị một số các điều trị tiền chỉnh nha, ví dụ như là điều trị viêm lợi trong những trường hợp mà có viêm lợi, hàn các răng sâu hoặc là các răng vỡ lớn, điều trị tủy các răng bị chết tủy. Sau khi thực hiện tất cả các thủ thuật điều trị đó thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành đến bước điều trị chỉnh nha thực thụ. Bước đầu tiên của quá trình chỉnh nha đó chính là đặt thun tách kẽ. Bạn sẽ được đặt thun tách kẽ trong từ khoảng 5 đến 7 ngày để tạo khoảng cái giúp đặt được ben vào các răng hàm lớn. Sau khoảng từ 5 đến 7 ngày thì bạn sẽ đến phòng khám để đặt ben, gắn mắc cài, đi dây cung. Sau đó thì bạn sẽ được bác sĩ thông báo nếu cần sử dụng các khí cụ hỗ trợ khác trong quá trình mà tiến hành chỉnh nha, ví dụ như là hàm long, mini vít. Và sau khi mà đã gắn mắc cài và đi dây cung thì bạn sẽ có lịch tái khám định kỳ
để đánh giá lại cái sự di chuyển của răng, cũng như là thay các dây cung cũng như là dây chun mới. Thời gian niềng răng thì tùy thuộc vào độ khó cũng như là bạn có phải nhổ răng hay không, thì có thể là 1 năm, 2 năm, thậm chí là có những trường hợp lâu hơn thì là lên tới 3 năm. Và sau khi mà chuẩn bị hoàn tất chỉnh nha thì bác sĩ sẽ cho bạn chụp phim lại một lần nữa để đánh giá lại cái trục chân răng có thẳng không, khớp cắn có tốt không, các răng tình trạng tiêu xương như thế nào. Sau khi mà bác sĩ đã đánh giá ở trên phim X quang cũng như là đánh giá khớp cắn của bạn chuẩn thì bác sĩ sẽ tiến hành tháo mắc cài và tiến hành đeo hàm duy trì. Thì bạn sẽ được có cái lịch tái khám định kỳ sau khi chỉnh nha để đảm bảo cho cái việc tái phát thì sẽ được điều chỉnh kịp thời. Trên đây thì tôi đã chia sẻ với các bạn về quy trình niềng răng như thế nào. Và tôi hy vọng là những bạn mà đang băn khoăn không biết là cái quy trình niềng răng như thế nào thì sẽ có cái kiến thức để mà không còn băn khoăn nữa. Và hãy đến gặp bác sĩ để mà bác sĩ tư vấn một cách tốt nhất cho cái trường hợp của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.